cây rau sam chữa bệnh rau sam còn có tên là mã sĩ hiện nghĩa là một thứ rau có lá giống hình răng ngựa tên khoa học của nó là portula oleracea l thuộc họ rau sam portulet rau sam có nhiều chất dinh dưỡng được xem như một loại thuốc quý chữa được không ít bệnh cho con người có nhiều thành phần dinh dưỡng ở nước ta rau sam có thể ăn sống luộc hoặc nấu canh ăn như những loại rau trồng khác nó là một loại có dại sống quanh năm ở những vùng ẩm mát như bờ ruộng bờ mương, ven đường hoặc mọc xen kẽ trong các lúng hoa màu. Lá hình bầu dục, phần đáy lá hơi nhọn. Không cúng, phiến lá dày, mặt láng, hoa màu vàng, hạt màu đen. Rau sam phơi khô làm thuốc thường được thu hái từ nguồn hoang dã vào mùa hè và mùa thu. Rau tươi có thể tìm thấy quanh năm ở những nơi ẩm mát. Trong rau sam có nhiều chất bổ dưỡng như sinh tố A, B1, B2, C, PP, một số khoáng chất và nhiều axit béo omega 3. Ngoài tác dụng thanh nhiệt, cải thiện nồng độ cholesterol cao trong máu, rau sam còn là một nguồn kháng sinh tự nhiên rất quý trong việc điều trị các chứng viêm nhiễm đường ruột. Từ lâu y học dân gian nước ta thường dùng rau sam làm thuốc sát trùng các chứng lở loét ngoài da, làm tiêu nhọc độc và làm lợi tiểu, trị bệnh ho, lao phổi, giải độc trắng hoặc côn trùng cắn. Chính vì rau sam có nhiều axit béo omega, 3 nên tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch. Rất nhiều người ăn kiêng thiếu hợp chất cần thiết này vì họ không ăn cá. Rau sam dại rất giàu chất tạo thành omega-3, do vậy hầu hết những người ăn kiêng khó tính đều có thể hấp thụ được hợp chất cần thiết này. Cùng với đó, omega-3 giúp cơ thể chúng ta sản xuất các hợp chất cần thiết để tăng cường sức miễn dịch của cơ thể. Những bài thuốc cụ thể, với trẻ em, rau sam có thể chữa kiết lỵ rất hiệu quả. Rau sam tươi 250g, rau sam khô 50g, đun hoặc sắc với 600ml nước còn 100ml, uống trong ngày. Trẻ dưới 6 tháng tuổi mỗi ngày uống 4 lần, mỗi lần 5ml. Còn trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi mỗi ngày uống 4 lần, mỗi lần 10ml, trẻ từ 2 tuổi thì vẫn uống 4 lần một ngày nhưng mỗi lần uống 15ml. Bài thuốc chữa lị phối hợp với cỏ sữa gồm rau sam 100g, cỏ sữa 100g, nếu đi ngoài ra máu thêm 20g cỏ nhỏ nội và 20g rau má, cho bà bát nước sắc còn một bát trẻ em tùy tuổi mà giảm liều, thời gian điều trị từ 5-7 ngày. Thuốc trừ dung kim ở trẻ, rau sam tươi 50 g thêm ít muối giả nát, vắt lấy nước, uống liên tục 3-5 ngày, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống. Ngoài ra, nó còn chữa được sáng sơ mít với rau sam tươi 100 g giả nước lọc lấy nước, cho thêm một chút muối và một muỗng giấm, uống vào lúc sáng sớm khi bụng đói, trẻ bị nổi mẩn đỏ, rau sam rửa sạch, giả sống, vắt nước cốt cho uống bả thì xoa đắp. Trẻ bị đầy hơi thì rau xăm một nắm to, cho vào ít muối và một chén nước giấm, giả nhỏ, vắt lấy nước cốt uống nhiều lần thì tiêu. Còn nếu bị mụn nhọt lấy rau sam tươi, giả nhỏ đắp lên mụn nhọt, ngòi mụn dễ ra. Trẻ bị ho gà lấy rau xăm 100 gram, đun sôi với 200 ml nước thêm 30 gram đường phèn đun tiếp còn 100 ml chia uống 3 ngày, mỗi ngày 3 lần. Uống 3 ngày bệnh giảm 50% uống tiếp 3 ngày thì có thể đỡ nhiều và khỏe. Đối với người lớn, rau sam có công dụng chữa viêm cầu thận, viêm bàn quang, niệu đạo, đái ra máu, rau sam nấu canh ăn liên tục 3-7 ngày là khỏi. Những người bị bệnh chỉ lấy rau sam tươi nấu ăn, nước để sông và ngâm. Làm hàng ngày trong một tháng, chữa càng sớm càng chống khỏi, khi bị côn trùng, rắn rết cắn. Giả rau sam lấy nước cốt uống ngay và bả đắp lên chỗ bị cắn. Tuy nhiên, trường hợp này rau sam chỉ dùng để sơ cứu và hỗ trợ sau đó cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện